truy bắt côn đồ tấn công thiếu tá công an trọng thương. Con trai bị nhóm người lạ chặn xe tấn công nhập viện, mẹ cầu cứu cơ quan chức năng. Tìm thấy hai cháu bé mất liên lạc nhiều ngày ở thành phố Hồ Chí Minh. Sự phạt tài xế trải thảm, ngủ qua đêm trên cao tốc Vĩnh Hảo, Phan Thiết nhóm thành thiếu niên đi xe máy không biển số, tấn công bị thương người đi đường. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh youtube Báo Giao thông. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi phần thông tin chi tiết. Theo Công an Yên Bái, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 4 tháng 10, Công an xã Tân Hương nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại thôn Khe May, xã Tân Hương, huyện Yên Bình có đối tượng Lục Văn Đông, sinh năm 1979, trú tại thôn Khe May, đang có hành vi dùng kiếm đe dọa, không cho người dân gặt lúa. Tổ công tác do Thiếu tướng Lương Văn Chiến, trưởng công an xã Tân Hương, dẫn đầu cùng 3 cán bộ công an xã và lực lượng an ninh trật tự thôn Khe May đến giải quyết vụ việc. Tuy nhiên lúc này, đối tượng Lục Văn Hùng, sinh năm 1975, chú thôn Khe May là anh trai của Lục Văn Đông, cầm dao đe dọa và chửi bới tổ công tác. Tổ công tác đã yêu cầu Hùng bỏ dao xuống nhưng đối tượng không chấp hành. Thiếu tá Chiến đã nổ súng chỉ thiên cảnh cáo, súng đạn cao su yêu cầu Hùng chấm dứt hành vi đe dọa tổ công tác. Tuy nhiên đối tượng Hùng không chấp hành, lại còn dùng dao đuổi tổ công tác. Cùng lúc đó, đối tượng Lục Văn Đông từ trên đồi chạy xuống, tay cầm kiếm tấn công Thiếu tá Lương Văn Chiến rồi tiếp tục đuổi theo các thành viên của tổ công tác. Sau đó hai đối tượng cầm theo hung khí chạy về phía đồi sau nhà. Lục Văn Đông và Lục Văn Hùng là những đối tượng manh động, liều lĩnh, có khả năng khi bỏ trốn, chúng còn mang theo súng tự chế và có khả năng tiếp tục gây án. Hiện Công an huyện Yên Bình đang phối hợp với các lực lượng chức năng, Công an tỉnh tiến hành tổ chức truy đuổi, vây bắt các đối tượng trên. Sáng ngày 5 tháng 10, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cùng các lãnh đạo, các phòng nghiệp vụ công an tỉnh đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái thăm hỏi Thiếu tá Lương Văn Chiến, trưởng công an xã Tân Hương, huyện Yên Bình bị thương khi đang làm nhiệm vụ. Liên quan vụ nam sinh trên đường đi học về bị ba đối tượng lạ mặt chặn đầu xe rồi tấn công dẫn đến nhập viện. Mới đây, mẹ của nam sinh này đã lên tiếng cầu cứu cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, công an quận Thanh Xuân Hà Nội đang thụ lý hồ sơ, khẩn trương điều tra xác minh sự việc. Theo trình bày của gia đình, vào hồi 12 giờ ngày 30 tháng 9, cháu L tan học ở trường trên đường Nguyễn Trãi. Khi về đến lối rẽ vào phố Khương Đình, bất ngờ bị ba đối tượng lạ mặt đi xe máy áp vào giật dây chuyền và điện thoại nhưng không thành. Ngay sau đó, cả ba đối tượng này đã tấn công nam sinh trọng thương. Chị Hòa, mẹ cháu L cho biết, sau khi bị tấn công, con tôi yêu cầu các đối tượng trên về phường, trụ sở rất gần ngay đó, giải thích vì sao lại ra tay, thì các đối tượng không hợp tác và thách thức đố mày bắt được tao sau đó con tôi đã đi theo yêu cầu dừng lại thì các đối tượng bỏ chạy tiếp khi đến đường trường trinh con tôi giữ được một trong ba đối tượng trên yêu cầu cùng nhau vào công an phường giải quyết nhưng các đối tượng vẫn không hợp tác mà tiếp tục tấn công con tôi diễn biến này được người dân quay clip đưa lên mạng xã hội được biết cháu l đã gọi bố mẹ và bạn đến hỗ trợ thấy vậy các đối tượng bỏ chạy để lại chiếc xe nên mọi người đã nộp cho công an phường thượng đình công an phường thượng đình đã yêu cầu gia đình đưa cháu l đi bệnh viện đại học y khám thương tích các bác sĩ yêu cầu gia đình cho cháu lờ nhập viện để theo dõi chấn thương. Hiện bệnh nhân vẫn đang bị choáng váng và chưa thể xuất viện. Cũng theo lời kể của chị Hòa, sau khi xảy ra sự việc, công an đã làm do nhóm đối tượng, hiện cũng là học sinh và mời đến trụ sở làm việc. Tại đây, một số người được cho là thân nhân của các đối tượng tỏ thái độ hùng hổ đe dọa lại gia đình chị Hòa, cho rằng con chị sẽ bị tội gây dối trật tự. Chị Hòa nhấn mạnh, con tôi và các đối tượng không có bất kỳ mối quan hệ quen biết nào, không có thù hằn gì với các đối tượng bất ngờ bị tấn công chấn lột nên con tôi phải bảo vệ bản thân tôi khẳng định cháu được đào tạo kỹ năng nên phản xạ theo bản năng cháu không có bất kỳ động thái nào gây rối hoặc gây thương tích cho các đối tượng con tôi chỉ chống đỡ và mục đích giữ lại để đưa vào công an phường chị hòa so xa cho biết thêm quá trình tìm hiểu ở khu vực xảy ra và những người xung quanh đều sẵn sàng làm chứng sự việc nếu cơ quan công an yêu cầu chị hòa phản ánh tôi khẳng định nếu con tôi sai đến đâu gia đình xin chịu trách nhiệm hoàn toàn còn các đối tượng lạ mặt kia đã khiến con tôi bị ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần hoảng loạn và việc học hành. Tôi yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ, có biện pháp xử lý nghiêm để đem lại sự bình yên và an ninh trật tự cho xã hội. Chiều ngày 5 tháng 10, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh thông tin, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai cháu bé mất tích nhiều ngày tại khu vực xã Lê Minh Xuân. Được biết, hai bé đi lạc từ huyện Bình Chánh qua quận 11. Sau đó, người dân phát hiện và báo chính quyền địa phương. Do không xác định được thân nhân, lực lượng chức năng quận 11 đã đưa hai bé vào trung tâm hỗ trợ xã hội trên đường Nơ Trăng Long, quận Bình Thạnh, chăm sóc trong thời gian tìm kiếm người thân. Chị Nguyễn Thị Nhung, 30 tuổi, ngụ tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh xác nhận, gia đình đã tìm thấy hai bé. Chị Nhung đang ở công an xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, làm các thủ tục để đến trung tâm hỗ trợ xã hội đón con. Trước đó sáng ngày 30 tháng 9, con trai chị Nhung tên là Tí, tên thường gọi ở nhà, sinh năm 2015, và bé cái tên Lũng, tên thường gọi ở nhà, sinh năm 2019, cháu chị Nhung, đi ra khu vực gần nhà chơi đùa. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, gia đình không thấy hai bé nên vội vàng đi tìm, đồng thời trình báo công an địa phương hỗ trợ tìm kiếm. Sau nhiều ngày tìm, gia đình vẫn chưa có tung tích gì của hai bé. Theo chị Nhung, vợ chồng chị có ba người con. Do phải đi làm tận Long Biên nên vợ chồng chị thường gửi các con cho mẹ ruột là bà Kim Phượng, 60 tuổi, thuê trọ tại đường Trần Đại Nghĩa, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, trông coi. Được biết, Bé Tí là con cả của chị Nhung, còn bé Lũng là con út của người anh cùng mẹ khác cha với chị. Anh của chị Nhung ở trọ cách chỗ bà Phượng một đoạn nhưng thuộc xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, các con chị Nhung và người anh của mình không được đi học, con chị Nhung cũng không có giấy khai sinh. Trên đường về quê, một tài xế đã bất ngờ dừng xe 16 chỗ tại cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết rồi trải thảm ngủ, bày chăm nguy hiểm. Hành vi của người này vừa bị đội tuần tra kiểm soát số 6 phòng 8, cục cảnh sát giao thông bộ công an lập biên bản xử phạt hành chính. Ngày 5 tháng 10, đội trưởng đội tuần tra kiểm soát số 6, phòng 8, cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế NS, 58 tuổi, ngụ tại tỉnh Phú Yên, với lỗi đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định. Theo đó, dạng sáng cùng ngày, trong lúc tuần tra trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện tài xế NS đang trải thảm ngủ trước đầu xe khách 16 chỗ, mang biển số 78B 00933, đoạn qua huyện Bắc Bình, Bình Thuận, ở phần đường bên trái tuyến theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Phú Yên. Thời điểm kiểm tra, tài xế NS không xuất trình giấy phép lái xe. Cơ quan chức năng đã tạm giữ xe khách 16 chỗ để xử lý theo quy định. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt bà PN, 58 tuổi, ngụ tại tỉnh Phú Yên, chủ xe về lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định. Theo ban an toàn giao thông tỉnh Bình Thuận, trong 9 tháng đầu năm 2024, trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông làm 9 người tử vong và 5 người bị thương. Riêng tháng 9, trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm 3 người tử vong và 13 người bị thương. Cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết dài 100,8 km, điểm đầu tại xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, nối tiếp với đường cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo, điểm cuối giao với đường đi Mỹ Thạnh, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam kết nối với đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ nhóm 14 thanh thiếu niên đi xe mô tô không gắn biển số, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí gây thương tích cho người đi đường. Tối ngày 30 tháng 9, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Nghi Lộc, nhóm thanh thiếu niên đi xe mô tô không gắn biển số, lạng lách, đánh võng, cầm hung khí tấn công về phía một người đàn ông đi xe máy, khiến người này bị thương. Giữa hai bên trước đó không hề có mâu thuẫn, Công an huyện Nghi Lộc đã bắt 14 thanh thiếu niên trú tại các huyện Đô Lương, Hưng Nguyên, Nghi Lộc và xử lý về hành vi gây dối trật tự công cộng, cố ý làm hư hỏng tài sản. Trước đó hồi cuối tháng 9, công an thành phố Vinh tỉnh Nghệ An phá thành công chuyên án bắt giữ 51 thanh thiếu niên, thu giữ nhiều dao kiếm tự chế và một số tăng vật liên quan khác. Theo điều tra của công an thành phố Vinh, đây là các nhóm thanh thiếu niên sống tại huyện Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò, huyện Hưng Nguyên của Nghệ An và ở tỉnh Hà Tĩnh quen bên nhau qua mạng xã hội và hẹn gặp tại thành phố Vinh để thể hiện bản thân. Trong quá trình lái xe máy với tốc độ cao, dàn thành nhiều hàng ngang trên đường, lạng lách, hò hét, bấm còi, giữa các nhóm xảy ra mâu thuẫn, gây xích mích dẫn đến rượt đuổi, ẩu đà. Công an thành phố Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với 31 người về tội gây dối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích, xử lý vi phạm hành chính đối với 20 người. Ngày 5 tháng 10, Tổng cục Hải quan thông tin về việc lực lượng chức năng vừa liên tiếp phát hiện hai vụ khách nhập cảnh người nước ngoài giấu các thỏi kim loại màu vàng trên người, mỗi vụ có tổng trọng lượng 3 kg. Cụ thể, Tri cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Cục Hải quan Hà Nội thông tin, ngày 4 tháng 10, đơn vị đã phát hiện một hành khách nam quốc tịch nước ngoài giấu ba thỏi kim loại nghi là vàng, nặng khoảng 3 kg khi nhập cảnh. Theo đó, khoảng hơn 9 giờ cùng ngày, trong quá trình làm thủ tục hải quan cho hành khách nhập cảnh trên chuyến bay uo 550 từ Hồng Kông đến Hà Nội, đội thủ tục hành lý nhập khẩu chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện một hành khách người Hồng Kông có dấu hiệu nghi vấn dấu kim loại trong người. Sử dụng máy phát hiện kim loại, lực lượng hải quan tiếp tục phát hiện dấu hiệu bất thường. Từ nghi vấn, chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã mời hành khách vào phòng có camera, yêu cầu hành khách phối hợp trong quá trình kiểm tra. Tri cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, công an thành phố Hà Nội và cục điều tra chống buôn lậu, tổng cục hải quan trong quá trình xử lý vụ việc. Tại phòng kiểm tra, hành khách này đã lấy trong vùng kín và trong hai đế giày ra 3 miếng kim loại màu vàng, nghi là vàng miếng, tổng trọng lượng 3 kg. Hành khách này đã khai nhận 3 miếng kim loại màu vàng là vàng 4 số 9. Ước tính, số vàng này có trị giá khoảng 6 tỷ đồng. Vụ việc được tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài bàn giao đối tượng vận chuyển, hồ sơ, tăng vật cho cơ quan công an để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Cùng ngày, đơn vị tiếp tục phát hiện thêm một du khách người nước ngoài giấu các thỏi kim loại màu vàng, nghi là vàng trong người và hành lý nhập cảnh vào Việt Nam. Cụ thể, trong quá trình làm thủ tục hải quan cho khách nhập cảnh trên chuyến bay mang số hiệu VN593 từ Hồng Kông đến sân bay quốc tế nội bài, đội thủ tục hành lý nhập khẩu phát hiện một nam hành khách có dấu hiệu nghi vấn đội thủ tục hành lý nhập khẩu và tổ kiểm soát hải quan của tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài tiếp tục phối hợp phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường công an thành phố hà nội và công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế nội bài đã tiến hành giám sát đối với hành lý hàng hóa của hành khách này qua kiểm tra trên người năm hành khách người nước ngoài mang theo 6 mảnh kim loại màu vàng trọng lượng khoảng 3 kg thủ đoạn cất giấu số kim loại nghi là vàng của hành khách này rất tinh vi các thỏi kim loại được cắt nhỏ và giấu trên người để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện. Ngay sau đó, Tri Cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài đã lập biên bản niêm phong tăng vật, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác xử lý theo quy định. Liên quan đến công tác đấu tranh chống buôn lậu, Phó Tri Cục trưởng Tri Cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài Phùng Quang Minh cho biết, trước tình hình biến động thị trường vàng hiện nay, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, cơ quan này đã tập trung nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa hành vi gian lận. Tri cục đã chỉ đạo tăng cường giả soát và kiểm tra 100% hành lý, bao gồm hành lý ký gửi và sách tay đối với các hành khách có nguy cơ rủi ro cao như những hành khách đi lại nhiều lần và chỉ mang hành lý sách tay. Từ ngày 4 tháng 10 đến ngày 6 tháng 10 tại trung tâm Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội diễn ra lễ hội áo dài du lịch Hà Nội năm 2024. Sự kiện là hoạt động tiêu biểu trong chuỗi các hoạt động cao điểm chào mừng 75 năm ngày giải phóng thủ đô. Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội năm 2024 được tổ chức đúng vào dịp cả nước và thủ đô hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2024. Với quy mô tổ chức lớn, thu hút sự tham gia của 6 nghệ nhân, 85 nhà thiết kế ba miền Bắc Trung Nam, cùng với 100 gian hàng của các nhà thiết kế, thương hiệu áo dài, cơ sở phụ kiện, doanh nghiệp lữ hành. Điểm nhấn của lễ hội là chương trình khai mạc với chủ đề Hà Nội tinh hoa áo dài tối ngày 4 tháng 10 đã tái hiện hình ảnh Hà Nội hào hùng qua 70 năm lịch sử. Tại buổi lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, Hà Nội có 3 di sản được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại, sở hữu gần 10.000 di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, là nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống. Với mục tiêu phát triển văn hóa thủ đô xứng tầm với truyền thống ngàn năm thăng long Hà Nội, Hà Nội xác định các nhiệm vụ tập trung bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, các di tích công trình kiến trúc có giá trị, quan tâm phát triển các sản phẩm văn hóa du lịch có thương hiệu mang tầm quốc tế, kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn giữa giữ gìn bản sắc văn hóa với phát triển kinh tế và giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa. Trong đó, văn hóa con người vừa là mục tiêu vừa là nền tảng, nguồn lực, động lực để phát triển thủ đô. Thống kê trong 9 tháng đầu năm, Hà Nội đón khoảng 21,12 triệu lượt khách du lịch. Trong đó có 4,45 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 40% so với năm 2023 và 16,66 triệu lượt khách nội địa, tăng khoảng 6% so với năm 2023, đóng góp tích cực vào tốc độ tăng trưởng GDP của thủ đô. Với việc triển khai đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả nhiệm vụ giải pháp trên các lĩnh vực, Hà Nội phấn đấu trở thành trung tâm động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm của Bắc Bộ và cả nước, phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực. Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội không chỉ là hoạt động tôn vinh nét đẹp văn hóa Việt Nam, còn mở ra định hướng mới cho phát triển văn hóa du lịch thủ đô, có phần để Việt Nam và Hà Nội trở thành điểm đến yêu mến và sự lựa chọn hàng đầu của nhiều du khách trong nước và bạn bè quốc tế, giữ vững danh hiệu điểm đến du lịch thành phố hàng đầu thế giới. Trong khuôn khổ của lễ hội diễn ra đa dạng các hoạt động đặc sắc, City Bird, tinh hoa áo dài, trình diễn áo dài của các nhà thiết kế và chung kết cuộc thi thiết kế áo dài, Carnival áo dài diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 10 với sự tham gia của 1000 người. Dịp này, du khách được khám phá và trải nghiệm những tinh hoa làng nghề truyền thống trên khắp mọi miền đất nước. Các sản phẩm thủ công độc đáo như lụa tơ tằm, áo dài và sản phẩm thêu tay thủ công, nón lá sẽ được các nghệ nhân tài hoa trực tiếp tạo tác để giới thiệu, quảng bá tác phẩm sản phẩm làng nghề nổi tiếng. Tại sự kiện, du khách trải nghiệm không gian trò chơi dân gian, không gian thưởng thức ẩm thực Hà Thành, Thăng Long ngũ vị, workshop chủ đề áo dài, gợi ý cách kết hợp áo dài với phụ kiện, cách tạo dáng với áo dài, trải nghiệm quy trình thiết kế và tạo ra các sản phẩm áo dài mini cùng chiêm ngưỡng những bộ sưu tập áo dài đặc sắc từ truyền thống đến hiện đại, từ cổ điển đến cách tân, thể hiện tinh thần tinh hoa của văn hóa dân tộc Việt Nam. Những thông tin này cũng đã khép lại chương trình phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like, subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.